rằng họ đã có chuyển hóa cái mục tiêu tài chính đó, thì cái chuyển hóa của họ chỉ là một cái phần rất nhỏ liên quan tới tiền bạc. Chúng ta có những cái niềm tin sai lệch ăn sâu trong tiềm thức của mình. Một trong những thứ mà chúng ta vận hành tự động á, là khi nói đến tiền á, là mọi người đều xuất hiện cái suy nghĩ rằng làm sao, cách làm để có tiền. Nếu cái mục tiêu tài chính đó chưa đi xuống tiềm thức thì cách làm nó không xuất hiện. Họ không đủ kiên nhẫn, mà khi chúng ta nôn nóng là năng lượng của chúng ta bắt đầu đi ngược dòng, là chỗ đó chúng ta lại nuôi cái thằng tiêu cực, chứ chúng ta không phải là nuôi cái thằng tích cực. Và một trong những cái vướng mắc nữa của tiền bạc á, là mọi người thường hướng tới tiền như là một dạng tài sản mà họ phải sở hữu, trong khi đó bản chất của tiền bạc nó là một công cụ phải luân chuyển. Họ đã tự làm tắc nghẽn cái dòng năng lượng của mình rồi. Một thứ mà liên quan đến tài chính mà chúng ta cũng hiểu biết sai nữa nè, khi chúng ta nói rằng tôi muốn có tiền để tiền tạo ra tiền, thì mọi người thường hướng rằng tôi dùng tiền đó để đầu tư những thứ bên ngoài. Tôi đầu tư vào cổ phiếu, nhà cửa, tôi đầu tư vào ABC để tiền làm việc cho tôi. Cái số mà nghĩ rằng tiền đi ra từng chính suy nghĩ của tôi, tiền là biểu hiện năng lượng của tôi, nên tôi phải đầu tư cho bản thân mình, tôi phải hiểu được năng lượng của tôi như thế nào. Số đó ít lắm. Rất nhiều người kiếm được tiền nhưng không giữ được tiền, bởi vì bên trong họ không có cái chương trình giàu có tương ứng, thì cho dù họ có kiếm được tiền thì tiền cũng sẽ đi. Người ta chỉ biết là cái nhận thức ở trên bề mặt thôi. Vì nếu như mà mình thật sự khao khát và tin yêu thì cái sự mà bật lên cái sự chuyển hóa nó rất là lớn ấy. Thực sự là bạn ấy mới chỉ là ở cái bề mặt là biết nhưng mà chưa làm, chứ nó chưa phải là thấm xuống được nhận thức. Khi chúng ta nói cái chữ chuyển hóa đó, nó có thể diễn ra ở rất nhiều dạng khác nhau. Lúc trước tôi chưa biết cái đó, bây giờ tôi biết đó cũng là một biểu hiện của chuyển hóa đó. Nhưng cái chuyển hóa mà nó liên quan tới tin và yêu á, là cái chuyển hóa toàn diện, cái chuyển hóa rất sâu sắc, và cái chuyển hóa năng lượng chỗ này vô cùng mạnh mẽ.